Ở nông trường Mộc Châu, Sơn La, người ta kháo nhau về một chiếc hang trên núi tại tiểu khu 32. Điều kỳ lạ là chiếc hang có hai cửa này đều bị bít kín bằng bê tông cốt thép rất kiên cố. Nhưng ngoài cửa hang lại thờ những bức tượng Địa Tạng Vương, vị Bồ Tát của các hồn ma dưới địa ngục. Phải chăng có điều gì đó kỳ bí được che giấu bên trong chiếc hang? Liệu có phải oan hồn của một cặp đôi tự vẫn trong đó vẫn chưa được siêu thoát, nên mới cần đến sức mạnh của Địa Tạng Vương để cứu rỗi linh hồn họ? Mang tất cả những hoài nghi, chúng tôi quay trở lại tiểu khu 32 để tìm bằng được lối vào hang, ngay cả khi sự nguy hiểm đang chờ đợi phía trước.